đột nhiên cách đây hai năm con trai tôi bị đau dữ dội ở thắt lưng chúng tôi liền đưa nó đi khám bác sĩ nói kết quả kiểm tra rất đáng lo ngại nên đã khuyên chúng tôi đưa con tới bệnh viện tỉnh lớn hơn để kiểm tra kỹ hơn khi nghe ông ấy nói vậy tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực tôi biết rằng con trai tôi có nguy cơ mắc phải một căn bệnh rất nặng nhưng rồi tôi lại nghĩ rằng từ trước tới giờ tôi đã thực hiện bổn phận hy sinh vì đức chúa trời cũng chịu nhiều đau khổ kể cả khi tôi đối diện với sự đàn áp và bắt bớ tàn bạo của đảng cộng sản trung quốc cũng như sự chế nhập và phỉ bán của người thân tôi chưa bao giờ chùn bước vẫn kiên vững trong bổn phận của mình tôi cho rằng với tất cả mọi việc tôi đã làm cho đức chúa trời chắc chắn ngài sẽ bảo vệ con trai tôi không phải gặp chuyện gì nghiêm trọng vậy chị có đưa con chị đi khám kỹ hơn không phải khám chứ sau đó tôi nhận được kết quả, chẩn đoán là con trai tôi đã bị ung thư gan và sơ gan. Theo kết quả đó, bác sĩ nói con trai tôi chỉ còn sống được 3 đến 6 tháng nữa. Khi nghe bác sĩ nói như vậy, tôi y như bị xét đánh ngang tay. Tôi ngồi đó thẫn thờ không biết làm gì nữa. Tôi không thể nào chấp nhận được thực tế này. Con trai tôi chỉ mới 37 tuổi, sao nó lại mắc phải căn bệnh nan y chứ? Lúc đó tôi cầm kết quả kiểm tra mà hai tay tôi rung lẩy bẩy nên tôi đã nghi ngờ có khi nào bác sĩ chẩn đoán lầm hay không tôi choáng váng ngồi phịch xuống cạnh giường mãi một lúc sau mới định thần lại được không thể nào kìm được nước mắt tôi nghĩ con trai tôi còn quá trẻ sao nó lại bị bệnh nặng như vậy bị một trong hai bệnh đó đã nguy hiểm tới tính mạng rồi mà đây nó lại bị cả hai nó vốn là trụ cột của gia đình tôi nó mà có mệnh hệ gì sau này gia đình chúng tôi biết sống như thế nào đây việc đau đớn nhất trong đời người là người đầu bạc phải ngậm ngùi đưa tiễn kẻ đầu xanh tôi càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở bạn bè và người thân liên tục mắng nhiếc tôi họ nói bà tin đức chúa trời mà sao con trai bà lại bị bệnh? Đức Chúa Trời của bà không bảo vệ nổi con trai bà, vậy thì có gì tốt đâu. Họ còn nói, bà hãy quên Đức tin đi, chịu khó ở nhà chăm sóc cho con trai bị bệnh kìa. Bị người thân và bạn bè mắng nhiếc, trong lòng tôi khổ sở đến nỗi không nói nên lời. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể bật khóc, và trong một tình trạng thất thần, tôi không muốn cầu nguyện cũng không muốn đọc lời đức chúa trời thật sự rơi vào vực thẩm tối tâm tôi đã cầu nguyện với đức chúa trời lạy đức chúa trời con trai của con bị bệnh nặng như vậy con cảm thấy rất đau khổ không biết phải làm sao cầu xin ngài hãy dẫn dắt con để con hiểu ý muốn của ngài một hôm tôi đọc được đoạn lời đức chúa trời này trong khi con người trải qua những sự thử luyện việc người ta cảm thấy yếu đuối hoặc là tồn tại tiêu cực bên trong họ hoặc không rõ ý muốn của đức chúa trời không thể tìm được đường hướng không biết cách thực hành đều là chuyện bình thường nhưng trong bất kỳ trường hợp nào ngươi phải có đức tin vào công tác của đức chúa trời và không được chối bỏ ngài giống như là gióp mặc dù gióp đã yếu đuối và rủa sả ngày sinh của chính mình nhưng ông đã không phủ nhận mọi thứ mà con người có được trong cuộc đời đều là do Đức Giê-hô-va ban cho. Rằng Đức Giê-hô-va cũng là đấng lấy đi tất cả. Bất kể đã bị thử ra sao, ông vẫn duy trì niềm tin này. Đức Chúa Trời thực hiện công tác hoàn thiện tất cả mọi người. Họ không thể thấy điều đó, cũng không cảm nhận được. Trong những trường hợp như vậy, thì cần đến đức tin của ngươi đức tin của mọi người cần phải có khi điều gì đó không thể được nhìn thấy bằng mắt thường và đức tin của ngươi cần phải có khi ngươi không thể buông bỏ các quan niệm khi ngươi không có sự rõ ràng về công tác của đức chúa trời thì ngươi cần phải có đức tin đòi hỏi ngươi có một lập trường vững chắc và sẵn sàng đứng ra làm chứng amen 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 từ những lời của đức chúa trời tôi có thể thấy rằng việc con tôi lâm bạo bệnh đối với tôi mà nói chính là một kiểu thử luyện là một dạng thử thách và tôi phải cậy dựa vào đức tin để vượt qua tôi đang nghĩ đến ông gióp ông đã bị cướp đi hết tất cả tài sản những đồ gia súc của ông cũng bị cướp con cái của ông đều tử nạn còn trên người ông thì bị nỗi đầy nhọt độc gặp phải sự thử luyện lớn như vậy ông vẫn sẵn sàng nguyền rủa bản thân không quán trách Đức Chúa Trời. Hơn nữa ông còn tôn vinh danh Đức Jehovah. Cuối cùng thì, ông đã đưa ra chứng ngôn tuyệt vời cho Đức Chúa Trời. Và khi Job trải qua toàn bộ chuyện này, bạn bè thì chế nhạo ông, thậm chí vợ ông còn chỉ trích ông và thúc ép ông. Hãy từ bỏ Đức Chúa Trời và chết đi. Nhìn bề ngoài thì thấy rằng có vẻ như vợ của ông và tất cả bạn bè ông đều mắng nhiếc ông. Nhưng mà đằng sau đó là sa tăng đang dùng lời của mọi người để cố xúi dục Job chối bỏ và phản bội Đức Chúa Trời. Nhưng Job đã không bị lừa, mà còn dạch mặt vợ ông là một phụ nữ ngu muội. Tôi biết rằng, người thân và bạn bè nói lời công kích tôi đều do chính tăng đã dở thủ đoạn. Tôi cũng phải giống như Job kiên dưỡng làm chứng cho Đức Chúa Trời tôi không được nghe theo những lời vô lý của họ. Lúc đó, tôi cảm thấy không còn quá khổ sở và không thấy bất lực nữa. Vậy bệnh tình của con trai chị diễn biến như thế nào? Phải đó. Khoảng hai tuần sau đó, con trai tôi đã được phẫu thuật. Tạm thời, bệnh ung thư của nó đã được kiểm soát. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng, nhờ đức tin của tôi, Đức Chúa Trời đã thương xót con trai tôi, Ngài có thể thực hiện phép lạ để chữa bệnh cho con tôi. Trong lòng tôi, vẫn thầm mong bệnh của con trai mình có thể được chữa khỏi hoàn toàn được vậy thì tốt biết mấy nhưng rồi trong đầu tôi xuất hiện đoạn lời đức chúa trời này điều ngươi tìm kiếm là có được bình an sau khi tin vào đức chúa trời để con cái ngươi không bị ốm đau để chồng ngươi có công việc tốt để con trai ngươi có người vợ hiền con gái ngươi có tấm chồng tử tế để cho trâu ngựa có thể cày bừa thật tốt để mùa màng mưa thuận gió hòa, đây là những gì mà ngươi kiếm tìm. Sự tìm kiếm của ngươi chỉ là để sống thoải mái, để gia đình ngươi không gặp tai ương, để cho phong ba bão táp bỏ qua ngươi, để các bụi không thể chạm được tới mặt ngươi, để mùa màng không bị ngập úng hay bị khô hạn, để các thảm họa không ảnh hưởng gì tới ngươi, để sống trong sự bao bọc của đức Chúa trời và để sống trong một tổ ấm đủ đầy. Một kẻ hèn nhát như ngươi, luôn kiếm tìm xác thịt. Một kẻ như vậy, có tấm lòng không? Có linh hồn không? Ngươi không phải là súc vật ư? Ta cho ngươi con đường thật mà chẳng đòi hỏi điều gì, vậy mà ngươi không theo đuổi. Ngươi có phải là người tin vào Đức Chúa Trời không? Ta bàn cho ngươi cuộc đời con người thực sự, nhưng ngươi không theo đuổi, Ngươi có khác gì chó hay lợn không? Amen. Amen. Lời Đức Chúa Trời đã dạch trần rõ ràng quan điểm về đức tin, có vấn đề của tôi và động cơ mưu cầu phước lành của tôi. Tôi đã cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Từ khi tin vào Đức Chúa Trời, tôi đã luôn mưu cầu phước lành và ân điển, hy vọng là cả gia đình sẽ được phước lành từ khi tiếp nhận công tác của ngài vào thời kỳ sau rốt tôi chưa từng trơ trẽn cầu nguyện với đức chúa trời cầu xin ngài ban ân điển nhưng tôi cũng không mưu cầu lẽ thật và không thực sự hiểu đức chúa trời tôi đã sai lầm khi muốn trong đời này được lợi gấp trăm lần và sự sống đời đời trong tương lai tôi cứ tưởng rằng vì mình đã hy sinh cho đức chúa trời cho nên ngài sẽ ghi nhớ và ban phước lành cho tôi ngài sẽ bảo vệ gia đình của tôi khỏi bệnh tật và tai họa có cuộc sống suôn sẻ và tránh khỏi những rủi ro khủng khiếp cho nên tôi gác lại gia đình mà thực hiện bổn phận hoàn toàn vui vẻ dù phải chịu đựng đau khổ nhưng khi con trai tôi bị chẩn đoán là mắc bệnh ung thư nhìn thấy con trai của mình bị bệnh nặng như vậy tôi chìm trong đau khổ và hoàn toàn mất đi động lực để thực hiện bổn phận Tôi thậm chí còn nhỏ mọn tính toán chi ly về việc mình đã phải dâng hiến bao nhiêu, chịu đau khổ bao nhiêu. Tôi tranh cãi với Đức Chúa Trời. Quán trách Ngài, tại sao lại không bảo vệ con trai tôi? Tình cảnh mà tôi đã gặp phải, sự phán xét và dạch trần trong lời Đức Chúa Trời, cho tôi thấy rằng quan điểm về hưu cầu trong đức tin của tôi là sai lầm. Khi tôi tin vào Đức Chúa Trời, Tôi không hy sinh để mưu cầu lẽ thật loại bỏ tâm tính bại hoại Mà là để đổi chát Để lấy ân điển và phước lành của Đức Chúa Trời Tôi đã thực hiện giao dịch với Đức Chúa Trời Đã lợi dụng Ngài và lừa gạt Ngài Phải Tôi cứ nhất quyết Theo đuổi sự bảo vệ của Ngài Với gia đình tôi Để giúp chúng tôi tránh khỏi bảo giông bệnh tật và tai họa Vậy thì tôi có khác gì Những người trong giới tôn giáo Chỉ biết ăn bánh no nê tôi đã nhìn thấy được quan điểm mưu cầu của mình hèn hạ như thế nào. Rồi sau đó tôi nhận ra rằng, Đức Chúa Trời đã dùng chính hoàn cảnh này để làm tinh sạch và cứu rỗi tôi. Nếu không, tôi sẽ không bao giờ thấy được sự bại hoại cũng như là tâm tính sa tăng tồn tại bên trong tôi. Lúc đó tôi cảm thấy mình thật sự mắc nợ Đức Chúa Trời vô cùng. Vì vậy tôi đã tìm đến Ngài để cầu nguyện sẵn sàng đặt sức khỏe của con trai vào tay của đức chúa trời quy phục sự tể trị và an bài của ngài tạ ơn đức chúa trời chỉ có những hoàn cảnh giống như của chị và những lời của đức chúa trời mới dệt trần được sự quế thạp và động cơ việc phước lành trong đức tin của chúng ta rất đức chính xác sau đó con trai tôi được phẫu thuật liên tiếp ba bốn lần gì đó và trạng thái tinh thần của nó có vẻ ngày càng đỡ hơn nó ăn uống ngon miệng hơn và bắt đầu có thể vận động nhẹ. Thế vậy tôi hết sức vui mừng. Đặc biệt là khi tôi nhìn thấy con tôi và con trai nó hát hò nhảy nhót, vui vẻ với nhau. Nhìn như nó đã hoàn toàn khỏe mạnh. Cậu ấy đã hồi phục rất tốt. Đúng vậy. Tôi cảm thấy con trai tôi có hy vọng rồi. Tôi nghĩ rằng ban đầu cứ tưởng là căn bệnh của nó là cầm chắc cái chết rồi. Không qua nổi 6 tháng nữa. Nhưng bây giờ đã lâu hơn rồi mà nó vẫn rất khỏe mạnh. Đó chính là phước lành và sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Nếu mọi việc tiến triển khả quan thì bệnh tình của nó có khả năng hoàn toàn được chữa khỏi. Nhưng mà quá ra là việc hồi phục của con tôi không hề tốt như tôi nghĩ. Sau đó, con trai tôi bỗng dưng không thể nào hấp thu nổi đồ ăn. Bụng nó bắt đầu trướng lên, càng ngày càng to hơn. Ngồi xuống cũng rất khó khăn sau khi đi khám kết quả chẩn đoán là cho dù ung thư không di căn nhưng bệnh sơ gan thì ngày càng nặng nó bị sơ gan cổ trướng sau đó con tôi phải phẫu thuật hai lần nữa nhưng tình trạng sơ gan không hề được cải thiện chút nào cả tôi cảm thấy rằng cái chết đang từng chút một đến gần con trai tôi và tôi đã lại rơi vào tuyệt vọng vậy lúc đó chị đã suy nghĩ như thế nào lúc đó lòng tôi đầy quán trách tôi không hiểu nổi mới thời gian trước bệnh của con tôi rõ ràng đang dần được cải thiện sao đột nhiên lại trở nặng như vậy nó là một đứa con ngoan hòa thuận với mọi người nó chưa bao giờ làm điều gì xấu hết tất cả bạn bè gia đình hàng xóm không ai không nói tốt về nó khi tôi tin đức chúa trời nó không quá vui mừng nhưng cũng không hề cản trở tôi tại sao nó lại mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo như vậy chứ sau đó tôi đã nghĩ cả đời là một tín hữu tôi đã thực hiện bổn phận chia sẻ phúc âm chuyện gì xảy ra ở hội thánh tôi cũng luôn tiên phong giải quyết gia đình tôi bắt đầu phản đối đức tin của tôi vì sự đàn áp và bắt bớt của đảng cộng sản trung quốc nhưng bất kể có gặp phải sự phản đối nào đi chăng nữa tôi vẫn không lùi bước tôi vẫn tiếp tục thực hiện bổn phận tôi đã từ bỏ rất nhiều thứ vậy tại sao tôi lại gặp phải chuyện này không lẽ sau bao nhiêu năm hy sinh đây chính là những gì tôi phải nhận lại sao tuy là tôi đã không nói ra nhưng lòng tôi ngập tràn cảm giác rằng đức chúa trời không công chính càng ngày tôi càng bi quan và tuyệt vọng và lúc nào cũng mơ hồ luôn cảm thấy không còn chút hy vọng nào trong lòng tôi vô cùng đau khổ thời gian đó tôi cứ khóc suốt thôi ai gặp chuyện như vậy cũng sẽ thấy đau đớn và khổ sở vậy rồi sau đó làm sao chị có thể thoát khỏi tình trạng đó được chủ yếu là nhờ cầu nguyện và đọc những lời của đức chúa trời tôi đã đọc được đoạn lời này của ngài Công chính không có nghĩa là công bằng hợp lý, không phải chủ nghĩa quân bình, phân việc tương xứng. Hoặc ngươi làm bao nhiêu việc thì được trả bấy nhiêu tiền. Hoặc ghi nhận về những nỗ lực mà ngươi đã bỏ ra. Đây không phải là sự công chính. Giả sử Đức Chúa Trời đã loại bỏ gióp sau khi ông làm chứng cho Ngài. Khi ấy Đức Chúa Trời cũng đã công chính. Tại sao lại gọi đây là sự công chính? Con người nghĩ rằng điều gì hợp với quan niệm của họ thì rất dễ để họ nói rằng Đức Chúa Trời là công chính. Nhưng nếu họ không thấy điều đó phù hợp với quan niệm của họ, nếu đó là điều họ không thể hiểu được, thì sẽ khó để họ nói rằng Đức Chúa Trời là công chính. Nếu Đức Chúa Trời hủy diệt gióp vào lúc ấy, con người sẽ không nói rằng Ngài công chính. Thật ra, cho dù con người có bị bại hoại hay là không bị bại hoại, khi hủy diệt con người, Đức Chúa Trời có phải biện minh cho Ngài hay không? Ngài có phải giải thích cho họ là Ngài làm dựa trên cơ sở nào không? Có cần dựa trên điều này, nếu hữu dụng ta sẽ không hủy diệt, nếu không ta sẽ hủy diệt. Không cần. Ngài thấy ai đó bại hoại thì Ngài có thể xử lý tùy ý muốn của Ngài. Ngài làm điều gì cũng đều thích hợp. Đều là sự an bài của Đức Chúa Trời bản chất của đức chúa trời là sự công chính mặc dù không dễ dàng hiểu được những gì ngài làm nhưng tất thảy những gì ngài làm đều là công chính chỉ đơn giản là mọi người không hiểu khi đức chúa trời giao fier cho satan fier đã phản ứng lại thế nào nhân loại không thể hiểu được những gì ngài làm nhưng tất thảy những gì ngài làm đều có ý tốt và sự công chính trong đó làm sao tôi có thể không thốt lên lời khen ngợi cho những việc làm khôn ngoan của ngài ngày nay ngươi nên thấy rằng đức chúa trời không tiêu diệt xa tăng để chỉ cho loài người thấy xa tăng đã làm hư hoại họ như thế nào và đức chúa trời cứu rỗi họ thế nào đến cuối cùng bởi vì xa tăng đã làm bại hoại con người quá sâu sắc họ sẽ thấy được tội lỗi khủng khiếp của việc xa tăng làm bại hoại họ và khi ngài tiêu diệt xa tăng họ sẽ thấy được sự công chính của đức chúa trời nhìn ra được nó chứa đựng tâm tính và sự khôn ngoan của đức chúa trời tất cả mọi việc đức chúa trời làm đều công chính mặc dù có thể ngươi không thể hiểu thấu nhưng ngươi không nên tự ý phán xét nếu điều ngài làm có vẻ không hợp lý hoặc không theo quan niệm của ngươi thì ngươi cho rằng ngài không công chính vậy thì ngươi đang là kẻ vô lý nhất ngươi biết fierre thấy một số điều không thể hiểu được nhưng ông vẫn chắc chắn rằng sự khôn ngoan của Đức Chúa trời có hiện diện và bao gồm cả ý tốt của Ngài. Con người không thể hiểu thấu mọi thứ, những thứ mà họ không thể nắm bắt được có quá nhiều. Chính vì vậy, để biết tâm tính của Đức Chúa trời không phải là một điều dễ dàng. Ừ. Amen. Amen. Những lời của Đức Chúa trời đã cho tôi thấy rằng sự công chính của Ngài không phải như kiểu tôi từng nghĩ một cộng một bằng hai công bằng và quân bình cũng không có nghĩa là ta sẽ nhận lại được chính xác những gì mà mình cho đi đức chúa trời là đấng tạo hóa và thực chất của ngài chính là công chính nên cho dù ngài muốn ban cho hay là lấy đi dù ta được ban phước hay là phải trải qua sự thử luyện đều có sự khôn ngoan của ngài trong đó đều là sự tỏ lộ tâm tính công chính của ngài ví dụ như Job. Đi theo con đường của Đức Chúa Trời, kính sợ ngài và cả đời tránh xa tà ác là một người hoàn hảo trong mắt Đức Chúa Trời. Ấy vậy mà, Đức Chúa Trời vẫn đã thử luyện ông. Đức tin và sự tôn kính của ông dành cho Đức Chúa Trời nhờ trải qua nhiều sự thử luyện mà đã được nâng cao. Và cuối cùng, ông trở thành một nhân chứng lừng lẫy cho Đức Chúa Trời và đã hoàn toàn chiến thắng Satan rồi đức chúa trời đã xuất hiện ban cho ông nhiều phước lành hơn việc đó tỏ lộ tâm tính công chính của đức chúa trời phải tôi cũng đã nghĩ tới phao lô ông vì để truyền bá phúc âm của chúa đã đi khắp mọi nơi và chịu nhiều đau khổ nhưng ông không có sự quy phục hay tôn kính chân thật với đức chúa trời ông chỉ muốn trao đổi những lao nhọc của mình với phước lành của đức chúa trời sau khi đã thực hiện được một chút công tác, ông nói Ta đã đánh một trận thật vẻ vang tốt lành và đồng thời ta cũng đã hoàn thành sự chạy. Ta cũng đã giữ được đức tin của bản thân. Hiện nay máu triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Tất cả những đóng góp của Phao Lô chứa đầy tham vọng và ham muốn chúng là để đổi chát. Tâm tính của ông không hề có sự thay đổi ông đi vào con đường chống đối đức chúa trời nên cuối cùng ông đã bị đức chúa trời trừng phạt có thể thấy rằng đức chúa trời không nhìn vào việc mọi người công tác bao nhiêu mà xem họ có thực sự yêu thương và quy phục ngài hay không ngài xem tâm tính sống của họ có thay đổi hay không đây là sự biểu lộ rõ hơn tâm tính thánh khiết và công chính của đức chúa trời tôi từng nghĩ những gì mình đã cho đi sẽ được đền đáp những gì nhận lại sẽ tương đương với những gì tôi đã đóng góp đó là quan điểm đổi chác của con người và nó khác hoàn toàn với sự công chính của đức chúa trời đúng vậy khi tin đức chúa trời tôi đã hy sinh bỏ ra rất nhiều thứ và đã làm những việc tốt nhưng quan điểm mưu cầu của tôi hoàn toàn sai trái không có sự quy phục thực sự với đức chúa trời khi con trai tôi bị bệnh thì tôi vẫn quán trách và chống đối đức chúa trời ừ. tâm tính của tôi không hề có sự thay đổi tôi chống đối đức chúa trời và thuộc về sa tăng tôi không hề xứng đáng với phước lành của đức chúa trời tôi nhận ra mình không hiểu tâm tính công chính của đức chúa trời nhưng mà trái lại tôi còn lầm tưởng rằng vì tôi đã hy sinh trong bổn phận nên đức chúa trời sẽ bảo vệ và trong nông con trai tôi Chẳng phải tôi đang phán xét công tác của Ngài dựa trên quan điểm đổi chắc của con người sao? Ừ. Tôi nhớ tới đoạn này trong lời Đức Chúa Trời. Mỗi một người đều có một đích đến thích hợp. Những đích đến này được quyết định dựa trên thực chất của mỗi cá nhân và hoàn toàn không liên quan gì đến những người khác. Hành vi xấu xa của đứa con không thể chuyển sang cho cha mẹ của nó. Sự công chính của nó cũng không thể chia sẻ với cha mẹ nó hành vi xấu xa của cha mẹ không thể chuyển sang cho con cái của họ sự công chính của họ cũng không thể chia sẻ với con cái họ mọi người gánh lấy tội lỗi của riêng mình và tận hưởng vận mê của riêng mình không ai có thể thay thế cho người khác đây là sự công chính amen amen tôi cứ tưởng rằng bởi vì tôi đã hy sinh trong đức tin của mình thì bệnh của con tôi sẽ được đức chúa trời chữa khỏi nếu không tôi sẽ coi ngài là không công chính tôi thật là vô lý và cực kỳ ngu xuẩn mà bất kể tôi đã phải trả giá bao nhiêu thì đó đều là bổn phận của tôi đó là điều mà tôi nên làm với tư cách là một loài thọ tạo nó không liên quan gì đến căn bệnh của con trai tôi số phận hay đích đến của nó tôi không nên lợi dụng những việc đó để đem đi thương lượng và thỏa hiệp với đức chúa trời hiểu được điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái ừ. Tạ ơn đức chúa trời thông công của chị thực sự rất có ích đối với tôi ừ. tôi luôn cảm thấy rằng nếu như chúng ta hy sinh trong đức tin thì đức chúa trời sẽ bảo vệ và ban phước đó chính là sự công chính của ngài giờ tôi có thể thấy tôi đã suy nghĩ quá sai lầm và quá vô lý vậy có khác nào là đổi giác với đức chúa trời đâu chứ phải chính xác thông công của chị cũng giúp tôi thấy sáng tỏ sự công chính của đức chúa trời không phải như chúng ta đã nghĩ rằng chúng ta nhận lại những gì đã cho đi sự công chính không gì khác là thực chất và tâm tính của đức chúa trời tất cả mọi việc ngài làm đều là công chính hết chúng ta không thể nào hiểu biết hết được nhưng chắc chắn tâm tính công chính của ngài chứa đựng trong đó có thể chúng ta không thấy ngay nhưng chúng ta nên tìm kiếm lẽ thật chứ không phải quán trách và phán xét đức chúa trời dựa trên quan niệm của con người phải đó là sự khai sáng và là con đường thực hành Đúng vậy Một hôm tôi đọc được một đoạn trong lời Đức Chúa Trời Giúp tôi có một số hiểu biết về thực chất Quan điểm sai lầm của mình Hãy cùng xem một đoạn phim về nó nha Tốt, Tốt quá. quá Đức Chúa Trời toàn năng phán Cho dù có bao nhiêu điều xảy ra với họ loại người là kẻ địch lại đấng christ cũng không bao giờ cố gắng giải quyết chúng bằng cách tìm kiếm lẽ thật trong lời đức chúa trời càng không cố gắng nhìn nhận sự việc qua lời đức chúa trời đây hoàn toàn là vì họ không tin rằng mọi dòng trong lời đức chúa trời đều là lẽ thật và không chấp nhận thái độ đúng đắn mà đức chúa trời phán dạy con người phải có trong mọi vấn đề chỉ có một loại Đức Chúa Trời mà họ tin Đức Chúa Trời siêu nhiên Đấng tỏ dấu kỳ phép lạ Tương tự như những vị thần giả như Quan Âm và Đức Phật Là những vị cũng tỏ những dấu kỳ phép lạ nhỏ Theo suy nghĩ của những kẻ địch lại Đấng Christ Đức Chúa Trời nên được thờ phượng trong khi ẩn sau bàn thờ Ăn thức ăn mà mọi người dâng người nhan mà họ đốt, giang tay giúp đỡ khi họ gặp khó khăn, trợ giúp và đáp ứng những yêu cầu của họ trong phạm vi ngài có thể. nếu họ thành khẩn cầu khấn. đối với những kẻ địch lại đấng Christ, chỉ một vị thần như thế này mới là Đức Chúa trời. trong khi đó, mọi việc Đức Chúa trời làm ngày nay đều gặp phải sự khinh bỉ của những kẻ địch lại đấng Christ và tại sao lại như vậy? Xét theo bản tính và bản chất của những kẻ địch lại đấng Christ, những gì họ yêu cầu không phải là sự chăm tưới, chăn dắt và cứu rỗi mà đấng tạo hóa thực hiện trên các tạo vật của Đức Chúa Trời, mà là sự thịnh vượng và thành công trong mọi việc để không bị trừng phạt trong đời này và để lên thiên đàng khi họ chết. Quan điểm và nhu cầu của họ xác nhận bản chất của họ là thù địch với lẽ thật. Amen. Amen. Lời Đức Chúa Trời, mỗi lời đều nói trúng tim đen tôi. Khi kiểm điểm mình, tôi đã nhận ra rằng tôi đã luôn cảm thấy Đức Chúa Trời sẽ đền đáp và ban phước cho tôi, cho mọi việc mà tôi làm trong đức tin. Ngài sẽ giữ gia đình tôi an toàn, khỏe mạnh và không gặp tai họa. Cho nên, khi thấy con trai mình tiến triển tốt hơn sau khi trải qua ca phẫu thuật, tôi cảm thấy đó là phước lành của Đức Chúa Trời, nên tôi vô cùng biết ơn và chúc tụng Ngài. Vì vậy tôi quyết tâm thực hiện bổn phận thật tốt để đền đáp tình yêu của Ngài. Nhưng khi bệnh tình của con trai tôi đột ngột trở nặng, tôi muốn Đức Chúa Trời là một phép lạ để có thể chữa lành cho nó. Nên khi Đức Chúa Trời không làm như những gì tôi muốn, tôi liền thay đổi thái độ từ tươi cười sang bất bình giận dữ. Tôi giận Ngài. Tại sao lại không ghi nhận sự hy sinh và trả giá bao lâu nay của tôi để bảo vệ chữa lành cho con trai tôi? Không những vậy, tôi còn hối hận vì những thứ mà mình đã cho đi. Tâm trạng của tôi cứ liên tục lên xuống, xoay quanh việc tôi đạt được hay mất mát phải trong đức tin của mình tôi đã không thờ phượng và quy phục đức chúa trời như đấng tạo hóa mà thay vào đó tôi lại coi đức chúa trời như là một đối tượng đáp ứng nhu cầu và ban phước cho tôi vậy thì đức tin của tôi so với những kẻ ngoại đạo thờ cúng phật tổ hay quan âm có khác gì đâu chứ như vậy không phải là một tín hữu chân chính ừ. đức chúa trời đã nhập thể và đến trần gian hai lần chịu đựng sự nhục nhã vô cùng khủng khiếp chịu sự lên án chống đối phản nghịch và bị mọi người hiểu lầm tất cả đều để truyền cho ta lời của ngài và lẽ thật để chúng có thể trở thành sự sống của chúng ta để chúng ta sống theo những lời của đức chúa trời và thoát khỏi sự bại hoại và để cuối cùng chúng ta sẽ được ngài cứu rỗi đức chúa trời đã vì nhân loại mà trả một cái giá cực kỳ đắt suốt bao năm tin vào đức chúa trời tôi đã tận hưởng nhiều ân điểm và phước lành của ngài đạt được sự chăm tứ và bồi dưỡng của rất nhiều lẽ thật nhưng mà tôi lại không chân thành với ngài chút nào nó thực sự khiến ngài đau đớn và thất vọng lắm ừ. tôi bắt đầu cảm thấy ngày càng mắc nợ Đức Chúa Trời. Nên tôi đã đến quỳ trước Ngài, những giọt lệ chất chứa hối hận và tội lỗi, lăn dài trên má. Tôi cầu nguyện và ăn năn với Đức Chúa Trời. Thưa rằng, lạy Đức Chúa Trời, con tin Ngài bao năm nay mà con lại không mưu cầu lẽ thật. Khi nhìn thấy con trai con bị bệnh, con không thể kiên dưỡng làm chứng cho Ngài mà con lại phụ lòng Ngài. Lạy Đức Chúa Trời, con đã mắc nợ Ngài. Con rất muốn ăn năn với Ngài. Dù sau này, bệnh tình con trai con có đỡ hơn hay không, con sẵn sàng quy phục sự tế trị và an bài của Ngài. Xin hãy ban cho con đức tin và ở bên cạnh con sau khi cầu nguyện tôi nhẹ nhõm hẳn cảm thấy như mình vừa trút được gánh nặng ngàn thân tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều ừ. cũng không còn quá lo lắng về bệnh tình của con trai như lúc trước nữa tạ đức chúa, đức chúa trời. trời không có sự hướng dẫn trong lời của đức chúa trời không ai trong chúng ta có thể đứng vững. phải đúng vậy trải qua chuyện lần này đạt được hiểu biết thực tế về bản thân ừ. rút ra được bài học thật sự là phước lành của đức chúa trời tạ ơn đức chúa trời một hôm tôi đọc được một đoạn khác trong lời của ngài đã cho tôi hiểu biết mới về toàn bộ chuyện mà tôi vừa kể để tôi đọc cho nha được nè ừ. là đoạn này được giữa bổn phận của con người và việc liệu họ được ban phước hay bị rủa sả không có mối tương quan Bổn phận là việc con người phải thực hiện, đó là thiên hướng của họ. Không nên lệ thuộc vào sự tưởng thưởng hay điều kiện hoặc là lý do. Chỉ khi đó mới là thực hiện bổn phận. Được ban phước là được làm cho hoàn thiện và vui hưởng các phước lành của Đức Chúa Trời sau sự phán xét. Bị rủa xả là khi tâm tính của ai đó không thay đổi sau khi họ trải qua hình phạt và sự phán xét đó là khi họ không được làm cho hoàn thiện ngược lại còn bị trừng phạt nhưng bất kể họ được ban phước hay bị rủa sả đã là những loài thọ tạo thì cũng phải thực hiện bổn phận của mình làm những điều họ cần phải làm và làm những điều họ có thể làm thực hành được như vậy chính là điều tối thiểu mà một người mưu cầu đức chúa trời nên làm ngươi không nên thực hiện bổn phận chỉ để được ban phước không nên vì sợ bị rủa xả mà ngươi từ chối hành động. Để ta bảo cho các ngươi biết về điều này. Việc thực hiện bổn phận của con người là những gì họ cần phải làm. Nếu họ không thể thực hiện bổn phận của mình thì đây là sự phản nghịch của họ. Chính qua quá trình thực hiện bổn phận của chính mình mà con người dần dần được thay đổi và chính qua quá trình này mà con người chứng minh được lòng trung thành của họ như vậy ngươi càng có thể thực hiện bổn phận của mình thì ngươi sẽ càng nhận được nhiều lẽ thật đồng thời sự bày tỏ của ngươi sẽ càng trở nên thật hơn amen amen, amen. đoạn lời đức chúa trời này cho tôi thấy rằng thực hiện bổn phận không liên quan đến việc được ban phước hay rủa xã là một loài thọ tạo tôi phải làm bổn phận để đền đáp tình yêu của đức chúa trời điều đó là đúng đắn và hợp lý cũng giống như việc cha mẹ đã nuôi con khôn lớn thì con cái phải hiếu thảo với cha mẹ không phải vì để thừa kế tài sản cũng không được đặt điều kiện này nọ đó là việc cơ bản nhất mà mỗi con người đều cần phải làm nhưng mà tôi thì không nghĩ về việc đền đáp tình yêu của đức chúa trời trong bổn phận mà thay vào đó tôi muốn dùng bổn phận mà ngài giao phó như ưu thế để có thể thỏa hiệp với đức chúa trời chỉ với chút xíu hy sinh của tôi mà tôi đòi Đức Chúa Trời ban ơn biển và phước lành. Không có được thì tôi quán trách Ngài. Tôi không hề có lương tâm. Tôi đã phụ tấm lòng của Đức Chúa Trời. Sau khi con trai tôi lâm trọng bệnh, tôi luôn đòi hỏi và liên tục hiểu lầm, thậm chí còn quán trách Đức Chúa Trời. Suy nghĩ như vậy của mình khiến tôi thực sự căm ghét bản thân. Và tôi đã thầm hạ quyết tâm cho dù bệnh tình con trai tôi có đỡ hơn hay không, tôi sẽ không bao giờ quán cách ngài nữa. Sau đó, bệnh của con tôi càng lúc càng trầm trọng hơn. Sức khỏe của nó thì càng ngày càng kém. Nó khiến tôi cảm thấy đau đớn và khổ sở, nhưng trong lòng tôi lại thấy thoải mái hơn. Đúng vậy. Một hôm, tôi đọc được đoạn lời này đức chúa trời đã lên kế hoạch đầy đủ về nguồn gốc sự ra đời quãng đời và kết cuộc của tất cả các sinh vật mà đức chúa trời đã tạo ra cũng như sứ mạng cuộc đời của chúng và vai trò của chúng trong toàn thể nhân loại không ai có thể thay đổi những điều này đây chính là thẩm quyền của đấng tạo hóa sự ra đời của tất cả mọi sinh vật chúng sống trong bao lâu sứ mạng cuộc đời của chúng là gì tất cả những quy luật này mỗi một quy luật riêng lẻ trong số này đều do đức chúa trời quy định cũng giống như đức chúa trời đã quy định quỹ đạo của những thiên thể trong vũ trụ những thiên thể này tồn tại theo quỹ đạo nào tồn tại bao nhiêu năm chúng theo quỹ đạo thế nào chúng tuân theo những quy luật nào đã được đức chúa trời định đoạt từ lâu không thay đổi trong hàng nghìn hàng vạn năm điều này là do đức chúa trời định đoạt và đây là thẩm quyền của ngài amen đúng vậy đức chúa trời là đấng tạo quá tuổi thọ của chúng ta đều nằm trong tay của ngài phải chúng ta sẽ sống bao lâu chịu đựng bao nhiêu đau khổ được ban phước bao nhiêu đều nằm trong tay đức chúa trời đức chúa trời sẽ không kéo dài tuổi thọ cho một người chỉ vì họ đã làm những việc tốt cũng không vì họ đã làm nhiều việc ác mà sẽ sớm kết thúc sự sống của họ. Cho dù là người tốt hay là kẻ xấu, khi thời gian định trước của họ đã hết, Đức Chúa Trời sẽ lấy đi sự sống của họ. Không ai có thể thay đổi điều đó. Đức Chúa Trời từ lâu đã định trước. Con trai tôi sẽ sống bao lâu? Bất cứ việc gì Ngài làm đều công chính. Và tôi phải quy phục sự tể trị và an bài của Ngài. Amen. Amen hiểu được điều này đã giúp tôi bớt cảm thấy đau đớn hơn tôi biết dù con tôi có ra sao tôi cũng phải thực hiện bổn phận của một loài thọ tạo gia đình đáp tình yêu của ngài amen và vào tháng 3 năm nay tôi đã nói lời từ biệt với con trai nhưng cũng nhờ có sự hướng dẫn trong lời của đức chúa trời tôi đã có thể đối diện với sự ra đi của con mình cảm giác đau khổ cũng đã giảm đi nhiều lắm tạ, tạ ơn đức chúa trời. trời nhìn lại từ lúc con trai tôi bị bệnh đến khi mất chỉ vỏn vẹn có hai năm tuy rằng tôi đã rất đau khổ nhưng trải qua toàn bộ chuyện này trong hoàn cảnh như vậy tôi đã có thể thấy rõ ràng mục đích hèn hạ khi mưu cầu phước lành trong đức tin và sự bại hoại của chính mình tôi đã thấy rõ mình đã bị sa tăng làm bại hoại như thế nào và nếu sự bại hoại này không được giải quyết tôi sẽ vẫn quán trách và chống đối đức chúa trời phải đúng vậy qua trải nghiệm này tôi đã thực sự thấy rõ rằng sự gian khổ này có ích như thế nào đối với tôi trong sự sống đức chúa trời càng làm nhiều việc trái với quan niệm của ta thì càng có nhiều lẽ thật để tìm kiếm và càng tốt hơn cho sự cứu rỗi chúng ta amen mối thông công của chị thật sự hữu ích cho tôi lắm thật là tuyệt vời